Thầy xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiết tiếp theo của môn âm nhạc khối lớp 6. Chủ đề ôn tập bài hát. Và nội dung của chủ đề bài học hôm nay gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ ôn tập bài hát ngày đầu tiên đi học. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ học bài tập đọc nhạc số 10, Con kênh xanh xanh. Và sau đây thầy xin mời các em cùng ôn tập bài hát ngày đầu tiên đi học. Vừa rồi các bạn đã ôn tập xong bài hát ngày đầu tiên đi học. Và tiếp theo thầy xin mời các bạn cùng đi qua phần thứ hai, đó là học tập đọc nhạc số 10, Con kênh xanh xanh. Và trước khi học bài tập đọc nhạc số 10, Con kênh xanh xanh, thì mời các em cùng lật sách giáo khoa trang 60. Và sau đây thầy mời các em cùng quan sát và tìm hiểu về một số ký hiệu nhạc lý cũng như là về cao độ và trường độ của bài tập đọc nhạc này.
và quan sát ở đầu bài nhạc thì ta thấy có nhịp 3-4. Thầy ôn lại cho các em, nhịp 3-4 là nhịp trong mỗi ô nhịp có 3 phách, mỗi phách tương đương bằng một hình đen. Phách thứ nhất mạnh, phách thứ hai và phách thứ ba là phách nhẹ. Và kế tiếp ta thấy ở đầu bài nhạc và cuối bài nhạc có ký hiệu dấu hai chấm. Dấu hai chấm là dùng để đánh dấu đoạn nhạc cần nhắc lại. Và tiếp theo thì ta đi tìm hiểu về cao độ, gồm có những nốt như sau: đồ, rê, nốt mi, nốt pha, nốt son và nốt si. Và về trường độ thì trong bài sử dụng các hình nốt đen, hình nốt trắng và hình nốt trắng chấm vôi. Và các em chú ý, đối với nhịp 3-4 thì ta có hình nốt đen có độ ngân dài là bằng 1 phách, hình nốt trắng thì có độ ngân dài là 2 phách và hình nốt trắng chấm vôi có độ ngân dài là 3 phách. Như vậy ta vừa phân tích xong bài tập đọc nhạc số 10, Con kênh xanh xanh. Và tiếp theo thì thầy xin mời tất cả các em chúng ta cùng quan sát vị trí của các tên nốt trên khuôn nhạc và các em cùng đọc tên nốt cho thầy qua một lần. Và sau đây thì thầy xin mời các em cùng nghe nhạc và cùng tập đọc nốt nhạc từng câu cho thầy. Vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong bài tập đọc nhạc Con kênh xanh xanh. Và bây giờ thì thầy xin mời tất cả các em chúng ta cùng ôn bài tập đọc nhạc Con kênh xanh xanh với nhạc qua một lần nữa.
Và để củng cố bài học hôm nay thì thầy xin mời các em chúng ta cùng ôn lại cho thầy phần thứ nhất, đó là bài hát Ngày đầu tiên đi học. Thầy xin mời các em cùng hát với nhạc. Và cuối cùng thì thầy xin mời các em chúng ta cùng ôn lại bài tập đọc nhạc số 10, Con kênh xanh xanh qua một lần nữa.